Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Nghĩa đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Nghĩa có 1.029 hội viên. Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của hội đã có những bước phát triển khá toàn diện. Điểm nổi bật là hội đã mạnh dạn tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Trong đó tập trung tuyên truyền chị em đầu tư mở rộng các ngành nghề dịch vụ, nâng cao chất lượng các thương hiệu các chè vàng, tin bột nghệ, hồ tiêu cua, phát triển gia trại, trang trại, chuyển đổi cây trồng. Nhờ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã xuống còn 1,76%. Bên cạnh đó, các cấp hội đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang và xây dựng gia đình 503 sạch, vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Nghĩa tập trung nâng cao năng lực của tổ chức hội, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, vận động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển chung của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới, góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chú trọng các khâu đột phá như ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, đa dạng hóa phương thức tập hợp phụ nữ, xây dựng các chi tổ hội đoàn kết đổi mới, phát huy tiềm năng sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội. Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Nghĩa nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 12 đồng chí.